Khi nghe huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời báo chí, một phóng viên của AFC đề nghị phiên dịch sang tiếng Anh. Nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc nói, tôi đang trả lời riêng cho báo chí Việt Nam. Hiếm có huấn luyện viên ngoại nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có cách làm việc khoa học nghiêm túc nhưng lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới truyền thông trong nước bằng tân huấn luyện viên U23 Việt Nam. Park Hang-seo là người hùng trong mắt người hâm mộ cả nước sau chiến tích vào vòng chung kết U23 châu Á 2018. Lý do vì khác như các huấn luyện viên nổi tiếng khó chịu với báo chí như Ofordia, Fakoget hay Tohija Mira, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt ra những nguyên tắc phỏng vấn riêng giúp cho công việc tác nghiệp của báo chí Việt Nam rất thuận lợi. Ông yêu cầu báo chí chỉ được ghi hình 15 phút trước buổi tập, muốn phỏng vấn cầu thủ nào thì liên hệ trước với đại diện truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, còn nếu không, chính ông sẽ chỉ định. Điều rất thú vị là huấn luyện viên Park Hang-seo thường chỉ định một cầu thủ có vai trò quan trọng ở trận đấu tiếp theo, chứ không phải chỉ định đại một người. Điều này khiến giới truyền thông Việt Nam rất hài lòng vì ông thầy người Hàn Quốc rất tôn trọng báo chí cũng như dư luận. Điển hình như buổi tập ở Sang Phụ tại Thường Thục, ông bất ngờ chỉ định Văn Toàn trả lời. Nhiều phóng viên khá bất ngờ vì Văn Toàn luôn dự bị, chưa tạo được nhiều dấu ấn. Thế nhưng, ngay ở trận đấu tiếp theo với series, Văn Toàn là người đá chính. Không những đặt ra quy tắc phỏng vấn, huấn luyện viên Park Hang-seo còn ưu tiên trả lời báo chí Việt Nam trước rồi mới đến truyền thông quốc tế. Thậm chí cả truyền hình B-Sport do AFC thuê ghi hình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt xuống phụ, đơn cử như sau chiến thắng chấn động trước U23 Qatar ở bán kết U23 châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo khi ra trả lời ở khu vực báo chí đã phát hiện các phóng viên Việt Nam bị ban tổ chức xếp ở ngoài rìa. Ngay lập tức, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng trợ lý Lê Huy Khoa đi thẳng qua mặt truyền thông quốc tế đến trả lời báo chí Việt Nam 4 câu hỏi. Nôn nóng vì phải chờ đợi lâu, một phóng viên AFC đề nghị dịch sang tiếng Anh, thì ông thầy người Hàn Quốc quay lại nói, không, tôi đang ưu tiên trả lời báo chí Việt Nam. Theo lý giải sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở quê nhà đang rất mong đợi những thông tin gửi về từ Trung Quốc, nên ông phải thiên vị để đáp lại tình cảm của các cổ động viên, cũng như dành sự tôn trọng cho báo chí Việt Nam đã sang tận Thường Châu tác nghiệp. Cơn địa chấn châu Á và lời cảm ơn Park Hang-seo. Sau chiến thắng lịch sử đưa bóng đá Việt Nam bước vào trận chung kết U23 châu Á, trước bao cặp mắt thán phục của giới chuyên môn và bạn bè khu vực trên khán đài sân khấu Olympic Giang Hao, người hâm mộ Việt Nam hô vang "Thank you Park Hang-seo, thank you Park Hang-seo", họ muốn tỏ lòng cảm ơn ông thầy người Hàn Quốc đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn châu Á, đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. Lời cảm ơn và tri ân ấy không đến từ niềm vui chiến thắng sau 120 phút muốn vỡ tim và loạt luân lưu kịch tính, mà đến từ niềm tự hào mang tên U23 Việt Nam. Cũng thế hệ cầu thủ này, 6 tháng trước, các cầu thủ đã khóc rất nhiều sau thất bại đau đớn và bạc nhược trước Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 29. Thế mà bây giờ, tại một giải đấu mang tầm châu lục với những đối thủ gạo cội thì chính các cầu thủ đấy đã tạo nên hiện tượng của bóng đá châu Á và được báo chí quốc tế gọi là địa chấn châu Á. Điều gì đã làm nên sự thay đổi quá nhanh với một diện mạo của U23 Việt Nam hoàn toàn khác, một lối chơi với 5 hậu vệ hay sự biến tấu của 5-3-2 sang 3-5-2 không mới, nhưng nét chính là sự tự tin nơi một tập thể dám cầm bóng, dám đôi công. Rồi có lúc cũng chính tập thể đấy sẵn sàng co cụm để rình con mồi bằng một lối chơi thông minh, nhiều miếng đánh, nhiều đòn thế. Chiến thắng ở bán kết trước Qatar là một minh chứng trước một tập thể được đầu tư tốt với ban hệ ban huấn luyện hùng mạnh từ châu Âu và cả một bệ phóng được chuẩn bị từ hơn chục năm trước cho World Cup 2020 mà họ là chủ nhà, thầy trò ông Park Hang-seo vẫn dám chơi đôi công, vẫn tự tin cầm bóng, ăn miếng trả miếng. Sự tự ti như từng lép vế trước Thái Lan đã biến mất
và thay vào đó là sự tự tin của một tập thể với lối chơi khôn ngoan và bản lĩnh, các học trò Park Hang-seo không còn mặc cảm hụt hơi ở nửa cuối hiệp 2, mà bằng chứng là hai trận liền họ đá tròn 120 phút mà vẫn giữ được tinh thần thép ở loạt luân lưu định mệnh. Thậm chí chính những đối thủ lớn được đánh giá cao hơn lại có tâm lý run sợ trước sự lì lợm và mạnh mẽ của thầy trò ông Park Hang-seo. Thank you Park Hang-seo, bởi chính ông đã tạo niềm tin cho các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào trang sử mới và làm nên cơn địa chấn châu Á. Cảm ơn còn vì ông đã không bỏ qua những tài năng nhỏ nhất và xa nhất, đồng thời mở ra cánh cửa cho tất cả cầu thủ có tinh thần cầu tiến và không ngừng phấn đấu. Như Phan Văn Đức, một cầu thủ Sông Lam Nghệ An được gọi lên đội tuyển sau giải U21, lúc thành phần đội U23 Việt Nam tưởng như đã bóc chỗ, và Đức gia nhập U23 vào giờ chót lại chính là kép chính trong trận thắng nghẹt thở Iraq, đồng thời là người có quả luân lưu lạnh lùng trong trận thắng Qatar chiều qua. Cảm ơn người truyền lửa tuyệt vời gắn với chiến công của U23 Việt Nam và sự hạnh phúc của đông đảo người hâm mộ Việt Nam nơi quê nhà. Biển người đang ùn ùn chạy ra khắp các tuyến phố Sài Gòn để ăn mừng chiến thắng vượt lên mọi khả năng tưởng tượng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong trận bán kết U23 châu Á chiều 23 tháng 1. Đúng 17 giờ 45 khi những cầu thủ U23 Việt Nam ôm nhau ăn mừng thì cũng là lúc hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá từ các quán cà phê, văn phòng làm việc ở Sài Gòn bắt đầu đổ ra đường ăn mừng, cả khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sôi động nóng dần lên. Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ bắt đầu náo nhiệt tiếng kèn và tiếng người hô vang không ngớt Việt Nam vô địch. Xe di chuyển chậm vì kẹt cứng trên đường Trần Hưng Đạo nhưng ai cũng vui mừng khôn xiết. Để đảm bảo việc cổ vũ bóng đá an toàn, ngay lúc này phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cấm toàn bộ xe lưu thông vào khuôn viên phố đi bộ. Các đường dẫn vào phố đi bộ đều có lực lượng đô thị công an gác chặn. Lúc 18 giờ, nhiều người dân trên các tuyến đường khu trung tâm thành phố như Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du bắt đầu đem cờ ra dọc các vỉa hè để bán. Nhiều nhóm bạn trẻ tập trung thành từng đoàn ghé mua cờ rồi hòa vào biển người, đồng loạt hô vang Việt Nam vô địch sôi động khắp các tuyến đường. Chị Hà, một người bán cờ trước chợ Bến Thành cho biết, chỉ trong vòng 30 phút chị đã bán được 40 lá cờ cho mọi người cổ vũ ăn mừng bóng đá Việt Nam vào những vòng chung kết. Hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng khu vực nhà thờ Đức Bà. Lúc 18:30, hàng nghìn người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tập trung lại và bắt đầu hát vang quốc ca diễu hành từ phố đi bộ qua các đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, giao thông qua khu vực cũng bị ách tắc cục bộ. 18:45, hàng ngàn người tập trung trên đường Hàm Nghi, quận 1 khiến cho tình trạng giao thông nơi đây ùn tắc cục bộ. Không khí cổ vũ phấn khích của người hâm mộ bóng đá ở thành phố Hồ Chí Minh. Không khí ăn mừng chiến thắng đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, có cảm giác người người đều hò hét không biết mệt, dù rất nhiều người vẫn chưa kịp ăn tối. Tại giao lộ Hàm Nghi Bách Tơ, các bạn trẻ cầm cờ và dừng lại ngay ngã tư thổi kèn hô vang Việt Nam vô địch không ngừng, khiến giao thông qua khu vực ứ nặng, nhiều xe buýt phải xếp hàng dài không thể vào chạm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cấm xe chạy vào, hàng ngàn người bắt đầu cầm cờ chạy xe khắp các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thổi kèn, dùng son nồi, đánh trống tưng bừng, khiến hầu như các tuyến quanh phố đi bộ kẹt cứng dây chuyền qua nhiều tuyến đường, cảnh sát giao thông, các phương tiện địa bàn quận 1 bất lực phân luồng, lượng người cổ vũ tiếp tục tăng lên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người nhà cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được đại thọ sang Trung Quốc xem chung kết. Để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ U23 Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho hai người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc. Mẹ của Hà Đức Chinh sẽ được sang Trung Quốc theo dõi con trai đá trận chung kết U23 châu Á. Hòa cùng cảm xúc thăng hoa của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trước kỳ tích lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên thi đấu tại trận chung kết Cúp Châu Á từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 năm 2018. Vietnam Airlines sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho hai người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc, bao gồm vé máy bay, miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn ở, đi lại, làm visa.
Đồng thời, để phục vụ hàng triệu cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, Vietnam Airlines lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay trong ngày 27 tháng 1 năm 2018 từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến đi từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không, hãng cũng bố trí xe đưa đón miễn phí các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam từ sân bay cách thành phố Thường Châu hơn 20 km đến sân vận động Olympic Thường Châu.